Thưa quý vị, đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tỉnh Long An dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm, kinh phí cho các địa phương vận động xã hội hóa. Theo kế hoạch tổng thể các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, tỉnh Long An sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán tại 7 điểm, gồm thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường, huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đức, Cần Giuộc và Tân Thạnh. Số lượng dàn pháo hoa ở mỗi địa phương sẽ dao động từ 90 đến 120 dàn. Thời lượng bắn không quá 15 phút, vào lúc 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 10 tháng 2 2024 từ kinh phí vận động xã hội hóa của các địa phương. Qua đó nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi để nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc.